Thưa quý vị, đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Công an tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 6 tháng đầu năm 2023, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Tội phạm về trật tự xã hội giảm đến 9,9% so với cùng kỳ. Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không xảy ra các băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động phức tạp, tội phạm cho vay, nặng lãi, tín dụng đen được đẩy lùi. Tỷ lệ điều tra các vụ án của ngành công an đạt 84,7%, trong đó điều tra phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022. Làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Công an tỉnh, đoàn công tác của Bộ Công an đã trao đổi thêm về vấn đề liên quan đến sử dụng đất phục vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là xây dựng lực lượng Công an tỉnh thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trà soát sắp xếp phương án sử dụng đất quốc phòng an ninh có hiệu quả.